Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chồng bỗng chốc lạnh nhạt với mình. Đi xem bói thì thầy bói phán rằng chồng mình có vòng nữ trẻ đẹp theo. Chỉ vì cách làm cho vòng nữ xấu đi mới không ám chồng. Nghe theo thầy bói, vợ đã dội cả một thau axit vào người chồng, hòng mong rằng ma nữ sẽ chạy khỏi người chồng của mình. Do đó, một bi kịch đã xảy ra. Người chồng phải chịu thương tích vĩnh viễn 65%, còn người vợ thì phải lĩnh án tù giam. Diễn biến của vụ việc này sẽ có trong video dưới đây của chúng tôi. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 11 tháng 6, tiến sĩ bác sĩ Phan Minh Hoàng, phó giám đốc bệnh viện quận 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đang điều trị cho ông Hạ 65 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh, bị bỏng axit độ nặng. Theo tiến sĩ bác sĩ Hoàng, nạn nhân là ông Hạ. Vợ của ông Hạ đi coi bói, thầy bói nói rằng ông Hạ bị vong đeo bám và luôn quậy phá nên nhà cửa lúc nào cũng lục đục. Muốn trục vong khỏi người ông Hạ chỉ có cách tạt axit mà thôi. Tin lời thầy bói, vợ của ông đã làm thật. Ông Hạ cho biết, ông từng sống chung với hung thủ như vợ chồng hơn 7 năm. Năm 2009, ông đã được đền bù tiền giải tỏa nhà hơn 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, vì nghi ngờ chồng lấy tiền ăn chơi và ít quan tâm đến mình, người vợ hờ liền đi xem bói. Thầy bói đã phán rằng chồng của bà có một cô gái xinh đẹp, da trắng, đeo bám, quấy rối, nên gia đình lúc nào cũng lục đục và không yên. Tôi phủ nhận chuyện có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Bà ấy nghe xong thì im lặng. Buổi sáng ngày hôm sau, khi tôi chuẩn bị đi làm, bà ấy bất ngờ tạt thẳng một thau axit đậm đặc vào người khiến cho tôi choáng váng. Ông Hạ cũng cho biết, trước đây người vợ hờ làm nghề đổ axit vào bình ắc quy nên ông cũng có hiểu biết về loại hóa chất này. Ông nghi ngờ việc tạt axit không chỉ có liên quan đến thầy bói mà còn do tranh chấp khoản tiền đền bù quá lớn của ông. Sau khi bất ngờ bị tạt axit, ông Hạ tự mình rửa các vết bỏng dưới nước lạnh rồi nhờ hàng xóm đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Lúc đó tôi sối nước đến đâu, da thịt bỏng rát đến đó, cả người cứ như ngọn đuốc do khói bốc lên mịt mù. Sau một tháng hôn mê trong bệnh viện, da thịt tôi trông như cá chiên xù, từng lớp bong tróc và kết vẩy. Bác sĩ Hoàng cho biết, ông Hạ đến khám tại bệnh viện quận 2 từ năm 2017 do di chứng bỏng axit trong tình trạng sẹo co rút kéo da. Gương mặt của ông có nhiều biến dạng, mất toàn bộ chức năng ăn uống. Bệnh nhân đau đớn vì không thể nhắm mắt do viêm kết mạc mãn tính kéo dài. Gương mặt có nhiều biến dạng, miệng méo xệch. Trong đợt phẫu thuật đầu tiên, các bác sĩ ghép da cắt bỏ hoàn toàn bộ phận sẹo co rút, phục hồi hai mí mắt cho bệnh nhân. Sau đó bệnh nhân có thể nhắm mắt bình thường. Đợt giải phẫu lần 2, bệnh nhân được giải phóng sẹo dính và ghép da. Đến ngày thứ 6, phần da được ghép đeo bám tốt, tình trạng sẹo được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, ông phải tiến hành nhiều ca phẫu thuật mới có thể phục hồi được hoàn toàn, nhất là chức năng vận động. Theo kết quả giám định của cơ quan điều tra, ông Hạ phải chịu thương tích vĩnh viễn 65%. Người vợ sau đó đã lĩnh án 3 năm 6 tháng tù giam về hành vi cố ý gây thương tích. Thưa quý vị, hậu quả của việc sử dụng trái phép axit là vô cùng nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe của nạn nhân. Một số người không chịu nổi còn quyết định rời bỏ thế giới này. Một vụ việc cũng là hậu quả của vấn đề. Nạn nhân lại là một thẩm phán bởi đòn trả thù của tội phạm. Bà đã phải chạy đi chạy lại hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, từ Sài Gòn ra Hà Nội, từ Thái Lan, Việt Nam sang Singapore để chữa trị. Nhiều lúc tưởng như không thể vượt qua nổi, nhưng một điều kỳ diệu đã đến. Đội trọng án Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội đã kiên quyết khám phá bằng được vụ án nữ thẩm phán bị tạt axit. Qua truy xét, cơ quan công an đã dựng lại toàn bộ hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và bước đầu có được nhận dạng của hai kẻ gây án. Cơ quan điều tra loại bỏ nguyên nhân vụ án do mâu thuẫn nội bộ và tình ái để hướng tới 4 vụ án dân sự mà bà Loan đã xét xử trong thời gian gần đây, gồm án ly hôn, chia thừa kế, chia tài sản và tranh chấp thừa kế. Sau đó loại bỏ tiếp 3 vụ để điều tra vụ tranh chấp quyền thừa kế mảnh đất tại số nhà 15 ngách 35, ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa. Sau gần nửa tháng điều tra, rà soát, truy tìm trên địa bàn nhiều tỉnh thành, đội điều tra trọng án PC14 đã phối hợp với công an của Ba Đình, Hà Nội, khám phá thành công vụ án tạt axit bà Nguyễn Thị Kim Loan, nữ thẩm phán Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội. Sau đó đã bắt giữ được cả kẻ chủ mưu cùng với kẻ thù ác. Y chính là Nguyễn Tiến Dũng, tên thường gọi là Dũng Lốp, 44 tuổi, trú tại nhà số 167, ngõ Văn Trương, Đống Đa, Hà Nội.
phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An. Sau 2 ngày bị bắt giam, tinh thần của đối tượng Dũng dường như đã suy sụp hẳn. Dũng bảo rằng hơn 2 tuần kể từ lúc gây án đến khi bị bắt, chưa đêm nào hắn trở mắt được. Những ám ảnh về việc bị bắt giữ, bị còng tay, bị dẫn dải về nhà giam lúc nào cũng bám riết, làm hắn mất ăn mất ngủ. Trả lời câu hỏi của các điều tra viên về việc tại sao lại ra tay hãm hại thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan, Dũng đã khai nhận như sau. Bà Nguyễn Thị Thịnh, trú tại khu tập thể Văn Chương, là chị em kết nghĩa với Dũng từ lâu. Bà Thịnh gửi đơn tới Tòa án Nhân dân quận Đống Đa khởi kiện việc tranh chấp quyền thừa kế ở mảnh đất số 15/35 ngõ Thổ Quan với người anh chồng là ông Nguyễn Văn Vinh. Bà Thịnh đã ủy quyền cho Dũng là người đại diện hợp pháp cho bà tại tòa án. Thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan được chỉ định giải quyết vụ việc này. Trong 2 ngày, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa đã mở phiên tòa xét xử vụ kiện này và chiếu theo các quy định pháp luật hiện hành. Thẩm phán Kim Loan đã tuyên bác yêu cầu khởi kiện của bà Thịnh, bị thua kiện, mặc dù bà Thịnh đã làm đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm, nhưng Dũng rất cái cú, cho rằng đã bị thẩm phán Loan xử ép. Mặc dù như vậy, Dũng khai rằng y cũng chưa có ý định trả thù thẩm phán Loan. Chỉ đến khi ít ngày sau đó, Dũng tình cờ gặp bà Loan trên đường Tôn Đức Thắng, thì ý định trả thù này mới nảy sinh và hắn đã bí mật bám theo bà về đến tận nhà. Thế nhưng sự thật không phải là như vậy. Một người bạn khá thân với Dũng lốp tại cơ quan điều tra đã khai nhận rằng, ngay sau khi bị thua kiện, Dũng đã tới gặp anh này và nhờ mua hộ cho một chai axit đậm đặc. Dũng còn nhắc đi nhắc lại là phải mua loại đậm đặc nhất. Người bạn này đã nhờ một nhân viên dưới quyền mua hộ Dũng một chai axit như Dũng yêu cầu. Xong khi đến lấy, Dũng đã vứt chai axit này đi với lý do chưa đủ độ đậm đặc. Vì sau khi nhỏ thử một giọt ra tay, Dũng chỉ thấy rát mà không thấy bỏng gì. Lời khai nhận của Phạm Ngọc Hải, tức là Hải Đen, tại cơ quan điều tra cũng cho thấy điều đó. Hải Đen, 33 tuổi, đăng ký nhân khẩu tại xóm Gành Gà, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Nhưng Hải đã bỏ nhà lang bạt xuống Hà Nội từ khi mới 10 tuổi. Khoảng năm 2000 thì Hải lấy vợ, thuê trọ ở bãi Phúc Xá. Nhưng sau khi sinh được đứa con gái đầu lòng, một thời gian sau thì vợ chồng lại bỏ nhau. Thời gian này Hải đã xin vào làm việc ở công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An và kết thân được với Dũng Lốp. Kể từ đó, mỗi khi hắn cạn tiền, Dũng lại cho tiền Hải. Đến khi Hải Đen lấy vợ hai sinh con, gia cảnh túng thiếu trăm bề cũng đã được Dũng giang tay che chở và đùm bọc. Vừa chịu ơn Dũng Lốp, vừa muốn làm điều gì đó để trả nghĩa. Cho nên, ngay sau khi Dũng đề xuất phải cho bà Loan một trận nhớ đời, thì Hải Đen đã đồng ý làm ngay. Hải khai rằng, Dũng muốn nhờ Hải làm giúp vì Loan đã biết mặt Dũng khó ra tay. Mọi phương tiện gây án từ axit đến xe máy, Dũng sẽ chuẩn bị đầy đủ cho Hải. Nhưng Dũng yêu cầu bằng mọi giá Hải phải hất được axit vào vùng mặt của bà Loan. Dũng đưa Hải đến tận cổng nhà cho Hải nhận diện. Dũng yêu cầu Hải phải hành động vào lúc 7 giờ sáng. Đây là giờ mà bà Loan bắt đầu ra khỏi nhà để tới cơ quan. Và ở địa điểm ngay trước cửa nhà riêng của bà là dễ bề tháo chạy nhất, vì đây là một con hẻm nhỏ vắng người qua lại. Kể từ hôm đó, sáng sớm nào Dũng cũng gọi điện thúc giục Hải. Hải Đen muốn giúp Dũng để trả ơn, nhưng mặt khác lại cũng rất sợ nên cứ lần lựa. Cho đến một hôm mới bày mắt ra, Dũng đã đi xe máy đến nơi vợ chồng Hải thuê trọ ở Phúc Xá đón Hải. Hải phải nói dối vợ là đi ăn sáng và ra khỏi nhà cùng Dũng. Sáng đó trời mưa to, Hải trùm áo mưa kín mít ngồi sau xe. Khi còn cách đoạn rẽ vào nhà chị Loan độ chục mét, thì Dũng lấy từ trong cốp xe ra một chai thủy tinh màu nâu nhỏ, giống như lọ thuốc ho trẻ em. Bên trong đựng đầy axit đưa cho Hải và bảo Hải đi bộ đến đoạn đường cửa ngách của nhà bà Loan, chừng vài mét để rình mà theo dõi. 7 giờ 45 phút như thường lệ, bà Loan dắt xe máy ra khỏi nhà để đến nơi làm việc. Ngay sau khi bà Loan vừa khóa cửa nhà xong, quay ra chưa kịp lên xe, thì Hải Đen đã bất thần xông tới, hát trọn cả lọ axit vào mặt. Xong việc, Hải Đen chạy tới chỗ Dũng đã chờ sẵn, nhảy lên xe, cùng Dũng bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Dũng chở Hải về nhà. Trên đường đi, Dũng có hỏi và Hải vì quá sợ hãi nên chỉ đáp ngắn gọn: em đã hát đúng vào phần mặt như anh dặn. Mặc dù một kế hoạch trả thù tàn độc đã được Dũng Lốp sắp đặt quá kỹ càng, nhưng rồi cuối cùng vẫn bị công an phát hiện ra. Một vài nhân chứng chứng kiến vụ việc cũng đã xác định kẻ hát axit vào mặt của bà Loan là một gã thanh niên cao to lực lưỡng. Tuy y chỉ mặc áo mưa trùm kín từ đầu đến chân, nhưng các nhân chứng vẫn phát hiện được hai mu bàn chân của y có hai hình xăm rất đậm. Đây là một đặc điểm nhận dạng được các điều tra viên rất quan tâm. Và quả đúng như vậy, vì không có tình cảm gia đình
nên ngay từ lúc mới lớn, Hải Đen đã xăm vào hai mu bàn chân chữ mẹ ơi rất to và đậm. Về phần Hải thì Hải khai rằng, sau khi gây án, qua báo chí được biết thương tích của chị Loan rất nặng nên Hải rất lo lắng. Y hầu như không dám đi ra khỏi nhà. Thế rồi lại chính Dũng Lốc đã gọi điện yêu cầu Hải phải trốn lên Hà Giang và cho người chuyển đến 3 triệu đồng để Hải chạy trốn. Ở Hà Giang được ít lâu thì Hải biết tin Dũng Lốc đã bị bắt. Khi các mũi trinh sát công an Hà Nội đang triển khai đội hình vây bắt Hải, thì Hải đã nhảy ô tô trở về Hà Nội để đầu thú, mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. 4 giờ sáng, Hải về tới Hà Nội, và sau khi gặp vợ con và em gái, Hải đã đến số 7 Thiên Quang xin tự thú toàn bộ. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, Hải đã rơm rớm nước mắt khi nói về người vợ và đứa con gái mới hơn 20 tháng tuổi, hiện đang phải sống nương nhờ nhà ngoại ở Nam Định. Đồng thời nhờ chuyển giúp tới thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan trăm ngàn lời xin lỗi của mình. Sau phiên xét xử, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt mỗi bị cáo 14 năm tù giam và bồi thường gần 345 triệu đồng về tội cố ý gây thương tích. Còn về phần của nạn nhân, bà Loan nói rằng bà rất biết ơn đến ông Điệp, chồng của bà, bởi ông chính là người đã kề vai sát cánh cùng bà trong suốt nhiều năm trời đằng đẵng. Khi bà gặp nạn, ông đã quyết tâm cùng bà đi khắp nơi để chữa trị. Ông Điệp có một xưởng may tư nhân, xưởng may đang làm ăn phát đạt nhưng cũng phải bán đi, rồi chuyển từ nhà to qua nhà nhỏ để sống, chỉ với một mục đích duy nhất là để chữa bệnh cho vợ. Thật hiếm có một người đàn ông nào yêu thương vợ như ông. Bà Loan đã trải qua 41 cuộc phẫu thuật để tìm lại diện mạo của chính mình, và bà quay trở lại làm việc ở Viện Khoa học Xét xử của Tòa án Nhân dân tối cao. Dù không còn trực tiếp ngồi xét xử, nhưng bà Loan đã được làm việc chấm dứt những ngày tháng phải chạy đi chạy lại tại bệnh viện này đến bệnh viện khác, từ Sài Gòn, Hà Nội, từ Thái Lan, Việt Nam, Singapore. Và sau ngày định mệnh ấy, bà Loan đã quay lại với nghề ngồi ghế xét xử. Thưa quý vị, thực tế rất ít trường hợp những đối tượng gây án bằng axit bị truy tố với tội danh giết người. Chỉ khi nào đối tượng có hành vi dùng lượng axit lớn, nồng độ cao và tạt vào những vùng trọng yếu trên cơ thể như đầu và mặt, phạm tội quyết liệt có ý tước đoạt tính mạng nạn nhân thì mới có thể xử lý tội danh giết người. Đây là một lỗ hổng khiến tội phạm ngày càng manh động, trong khi đó axit được bày bán tràn lan trên thị trường và thiếu sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Khi một người có ý định gây án bằng hóa chất sẽ rất dễ dàng để mua được nó. Vì thế, các cơ quan chức năng cần siết chặt công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh mặt hàng độc hại này, như ai được phép mua, ai được phép bán hóa chất. Nhiều luật sư cho rằng với tính chất tàn bạo và hậu quả nặng nề của hành vi tạt axit gây ra, cần phải có một mức xử phạt thật nặng và quyết liệt hơn. Nếu khó xử lý tội giết người thì nên quy định một tội danh riêng với hành vi gây án bằng axit với chế tài xử phạt nghiêm khắc. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Hãy luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, share và đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ những thông tin nào của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.